Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, trong quá trình tổ công tác của Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe bán tải mang biển kiểm soát 29C856XX vi phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ ở trước số 93 Trương Định, nên đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe bán tải đã không hợp tác trong quá trình xử lý vi phạm và bỏ chạy ngay sau đó. Trên đường bỏ chạy, thì người tài xế này còn tiếp tục va chạm vào xe máy và một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Hiện nay, tài xế đã bị Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là những hình ảnh được ghi lại sự việc chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu cam đỗ sai quy định tại trước số 119 Trương Định và lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tài xế chiếc xe là Lê Tiến Dũng, trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Sau khi nhận là chủ xe, trong quá trình xử lý vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ liên quan. Song Dũng đã không xuất trình được theo yêu cầu và cầm 500.000 đồng đưa cho tổ công tác để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác kiên quyết không nhận tiền và yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu của xe ô tô công an phường, rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân. Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với nhiều xe máy và một xe tải, tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Khi lên đường vành đai 3, xe ô tô của Dũng bị người dân đuổi theo và chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, hành vi vi phạm của Lê Tiến Dũng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Kết quả xác minh bước đầu, hành vi của người lái xe ô tô bán tải này là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và cố ý làm hư hỏng tài sản. Vậy Lê Tiến Dũng sẽ phải chịu bản án cho những việc mà mình gây ra như thế nào? Chúng tôi đã kết nối với luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để có những quan điểm về sự việc trên dưới góc độ pháp lý. Vâng, thưa luật sư, trước sự việc chiếc xe ô tô bán tải đang bị cơ quan chức năng yêu cầu làm việc với lỗi là vi phạm giao thông đã bỏ chạy và đâm vào nhiều xe khác. Dưới góc độ pháp lý thì luật sư có quan điểm như thế nào về hành vi của đối tượng trên ạ? Sự việc người lái xe bán tải không chấp hành kiểm tra của lực lượng chức năng khi mà dừng đỗ trái phép trên phố Trương Định, đồng thời thì đã tẩu thoát và trên đường tẩu thoát thì gây ra cái tai nạn liên hoàn và người dân cùng với lực lượng chức năng phải truy bắt, đang rất được chú ý trong thời gian từ hôm qua đến nay. Thì dưới góc độ pháp lý thì rõ ràng cái hành vi của người điều khiển xe bán tải là anh Lê Tiến Dũng trong trường hợp này có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật, xuất phát từ cái quy định của pháp luật, đấy là người điều khiển phương tiện giao thông thì phải chấp hành đúng cái quy định của luật giao thông đường bộ. Thế trong trường hợp này, khi mà anh Dũng lái xe điều khiển phương tiện đỗ ở bên đường tại cái nơi có biển báo cấm dừng đỗ, khi mà lực lượng chức năng kiểm tra thì nếu như mà người lái xe chấp hành cái quy định của pháp luật thì rõ ràng sẽ không có những cái sự việc đáng tiếc như vừa rồi. Nhưng vì là không chấp hành cái quy định của pháp luật, không chấp hành cái việc kiểm tra, không chấp hành cái việc xử lý vi phạm mà đã dẫn đến cái sự việc đã tẩu thoát, và trên đường tẩu thoát thì gây tai nạn liên hoàn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản của những người tham gia giao thông và đồng thời gây nguy hiểm cho xã hội, thì đương nhiên dưới luật pháp lý thì cái hành vi này là hành vi có dấu hiệu của tội phạm, và chắc chắn các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Hai Bà Trưng sẽ phải xử lý nghiêm và phải tổ chức điều tra truy tố để mà đảm bảo
răn đe, phòng ngừa chung. Bước đầu cơ quan điều tra xét nghiệm đối tượng có dương tính với ma túy, trong khi đó thì đối tượng đã bỏ chạy, hung hãn đâm lao vào nơi đông người. Thì đây có phải là tình tiết tăng nặng khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng về vụ việc trên hay không? Vậy đối tượng khi bị khởi tố sẽ phải đối diện với những tội danh và với khung hình phạt như thế nào theo quy định của pháp luật thưa luật sư? Từ một cái vi phạm giao thông tưởng chừng rất nhỏ là vi phạm quy định về dừng đỗ phương tiện tại nơi có biển báo cấm dừng đỗ. Nhưng tuy nhiên đối tượng Lê Tiến Dũng đã không chấp hành kiểm tra của lực lượng chức năng và đã tẩu thoát. Và từ đó dẫn đến rất nhiều các cái vi phạm sau đó, đó là gây thiệt hại về sức khỏe, về tài sản cho những người tham gia giao thông. Và cái quá trình truy đuổi đối tượng này thì kéo dài đến 10 km. Và trước cái sự truy đuổi quyết liệt của quần chúng nhân dân cũng như lực lượng chức năng thì đã bắt giữ được đối tượng trên đường vành đai 3 trên cao. Và ngay sau khi bắt giữ đối tượng thì đã được đưa về công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng để mà tiến hành lấy lời khai, xác minh bước đầu. Qua công tác kiểm tra nồng độ cồn cũng như là ma túy thì xác định đối tượng không có nồng độ cồn, nhưng tuy nhiên thì lại dương tính với chất ma túy mà cụ thể là methamphetamine. Thì đối với cái hành vi mà không chấp hành kiểm tra của lực lượng chức năng khi dừng đỗ trái phép, đồng thời điều khiển phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Và trong trường hợp này, cái hành vi của đối tượng có cái dấu hiệu về cái tội phạm được quy định tại điều 260 của luật hình sự là tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thì trong trường hợp này, đối tượng đã có cái việc điều khiển phương tiện gây tai nạn cho nhiều người và làm hư hại nhiều tài sản. Và khi mà điều tra vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hai Bà Trưng sẽ phải xác định cái thiệt hại về sức khỏe của những người đã bị đối tượng gây tai nạn cũng như cái thiệt hại của họ. Nếu như thiệt hại về sức khỏe của những người bị gây tai nạn từ 61% trở lên hoặc là thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì đối tượng này đã có thể bị xử lý hình sự. Và đương nhiên trong trường hợp này, ngoài những cái tình tiết gây tai nạn gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, đối tượng còn có sử dụng chất ma túy, thì đây là cái tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 điều 260 của hình sự. Và trong trường hợp này, cái hình phạt mà đối tượng Lê Tiến Dũng có phải đối mặt là khung hình phạt được quy định tại khoản 2 điều 260 của hình sự với cái mức là từ 3 năm đến 10 năm tù. Thì rõ ràng từ những vi phạm tưởng chừng là rất nhỏ, nhưng đối tượng đã không chấp hành và đồng thời còn sử dụng ma túy đã gây ra cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và đương nhiên trong trường hợp này, các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Hai Bà Trưng sẽ xử lý nghiêm đối tượng để đảm bảo răn đe và phòng ngừa chung. Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, sau vụ một người đàn ông không thanh toán thẻ tín dụng nợ xấu từ 8,5 triệu đồng lên tới 8,8 tỷ đồng tại Quảng Ninh gây xôn xao dư luận, những ngày qua không ít người đã khuyên nhau kiểm tra lại, hủy hoặc hạn chế mở dùng thẻ tín dụng để tránh trở thành con nợ. Nhiều người cho rằng đã có trải nghiệm không tốt khi sử dụng thẻ tín dụng như là chi tiêu không kiểm soát, phí duy trì và lãi vay cao. Đặc biệt như việc khách vay thẻ tín dụng hơn 8,5 triệu đồng thành nợ hơn 8,8 tỷ đồng tại Exim Bank đã dẫn tới việc mất lòng tin với thẻ tín dụng là tâm lý dễ hiểu với nhiều khách hàng đang có thẻ tín dụng hoặc sắp mở thẻ tín dụng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến cáo hiện tại khách hàng không nên quá lo lắng khi có nhu cầu mở và sử dụng thẻ tín dụng. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển, mọi thông tin của các ngân hàng ngày càng an toàn, bảo mật và minh bạch. Các ngân hàng luôn bảo vệ khách hàng, mong muốn mang lại cho các khách hàng lợi ích cao. Hầu hết thẻ tín dụng do ngân hàng cung cấp hiện nay để kích hoạt được thì khách hàng phải kích hoạt sử dụng qua số điện thoại chính chủ bằng SMS và dịch vụ mobile banking đang được chính chủ cài đặt và được thông báo số dư hàng tháng bằng nhiều hình thức. Điều này khác hẳn với giai đoạn 2010-2015.